Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cà phê Liên Minh. Sau một thời gian chịu lép vế trước các vị tướng khác, thì giờ đây bóng ma chiến tranh Hecarim đang thể hiện mình là một vị tướng rất mạnh trong vai trò đi rừng. Tỷ lệ thắng của con bài này đang ở mức 54% và tỷ lệ người chơi cũng đạt con số rất cao 11%. Chính vì vậy, Hecarim bỗng nhiên thăng hạng một cách đáng kể, khiến không ít người chơi cảm thấy ngạc nhiên về tần suất xuất hiện của vị tướng này. Nên nhớ rằng, bên cạnh việc gây sát thương vật lý, thì Hecarim còn có thể khiến đối phương cảm thấy đau đớn với một chút sát thương phép. Hắn cũng được hồi máu dựa trên phần trăm lượng sát thương mà đối phương phải gánh chịu. Ngoài ra, Hecarim nhận thêm tốc độ di chuyển và có thể đi xuyên vật thể trong một khoảng thời gian ngắn. Đòn tấn công tiếp theo của vị tướng này đẩy lùi mục tiêu dựa trên quãng đường di chuyển được từ khi kích hoạt kỹ năng vó ngựa hủy diệt. Và điều gì giúp cho Hecarim trở lại đấu trường công lý một cách mạnh mẽ giữa lúc mà meta đi rừng đang dần đi vào ổn định? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Cà phê Liên Minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. Hecarim là một sự kết hợp gớm ghiếc giữa người và thú. Bị nguyền rủa phải bắt giữ linh hồn kẻ sống mãi mãi. Và rồi khi quần đảo Phước Lành chìm vào bóng tối, gái hiệp sĩ đầy tự hào này bị xóa sổ trước năng lượng hủy diệt của đại suy vong. Cùng với tất cả đoàn người ngựa. Giờ đây, mỗi khi màn sương đen ùa đến Runeterra, hắn lại bắt đầu cuộc xung kích chết chóc, tận hưởng cuộc tàn sát và nghiền nát kẻ địch dưới móng sắt của mình. Bóng ma chiến tranh Hecarim từng là lựa chọn hàng đầu ở đường trên cũng như trong khu rừng Summoner Rift. Điểm mạnh nhất của Hecarim đó là khả năng tạo áp lực lên khu vực đường rất lớn bởi lợi thế về tốc độ di chuyển. Đồng thời thì Hecarim tấn công các mục tiêu xung quanh và gây sát thương vật lý thông qua chiêu càn quét. Tại giai đoạn mùa 10, Hecarim được xem là một trong những vị tướng sở hữu các chỉ số ở mức ổn định. Tuy nhiên ở phiên bản 10.16 thì mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt với tỷ lệ thắng, tỷ lệ cấm chọn tăng đột biến. Thậm chí với nhiều trang thống kê hàng đầu liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại thì Hecarim là vị tướng đi rừng mạnh nhất thời điểm hiện tại. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự đột phá này? Đầu tiên, chúng ta sẽ phải trở về thời điểm cập nhật phiên bản 10.6. Hecarim bắt đầu được Riot Games để mắt tới khi tăng sức mạnh cho chiêu cuối Bóng Ma Kỵ Sĩ với thời gian hoảng sợ tăng từ 0.75 đến 1.5 giây dựa trên quãng đường lướt đi, lên thành 0.75 tới 2 giây dựa trên quãng đường lướt đi. Điều này giúp cho hắn ta quấy rối đội hình địch cũng như hoảng sợ mục tiêu chủ lực hiệu quả hơn trong giao tranh. Tiếp theo đó, đến với phiên bản 10.11, đến lượt kỹ năng Q càn quét được gia tăng sát thương cơ bản từ 55, 95, 135, 175, 215 lên thành 60, 102, 144, 186, 228. Đồng thời giảm sát thương lên lính từ 33,3% thành 40%. Chính điều này đã hạn chế việc người chơi mang Hecarim ra đường đơn quá nhiều. Thay vào đó, game thủ sẽ phải ưu tiên sử dụng vị tướng này trong vai trò đi rừng. Cuối cùng tại phiên bản 10.16, Riot Games đã có một động thái thay đổi nhỏ xíu nhưng lại ảnh hưởng cực kỳ lớn đến sức mạnh của con bài này. Cụ thể thì tốc độ chạy cộng thêm tối đa từ chiêu E vó ngựa hủy diệt tăng từ 75% lên tới 100%. Nên nhớ rằng Hecarim có chất tướng cực kỳ phụ thuộc vào tốc độ chạy. Do đó đợt buff kể trên của Riot sẽ giúp cho vị tướng này tăng mạnh khả năng dồn sát thương trong những lần đi gank. Hơn nữa, tốc độ đi rừng của Hecarim sẽ được cải thiện khá nhiều do bạn di chuyển thoải mái hơn hẳn. Như vậy, với 3 lần được tăng sức mạnh trực tiếp kể từ đầu mùa giải đến nay, thì Hecarim đã từng bước cải thiện khả năng đi rừng cũng như tiếp cận con mồi và dồn sát thương một cách quyết đoán. Ok, đó là về phần chất tướng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với công cụ hỗ trợ dành cho Hecarim. Trước tiên, cho rằng các bạn đều biết Hecarim thường xuyên lựa chọn cho mình phép bổ trợ tốc hành. Vì lượng tốc độ di chuyển cộng thêm từ phép bổ trợ này sẽ gia tăng thêm cho hắn ta sự cơ động trong những lần hỏi thăm sức khỏe đối phương mỗi khi hỗ trợ ra các đường. Ngoài ra, thời gian hồi của tốc hành khá thấp nên bạn sẽ không phải đợi quá lâu để tìm kiếm cơ hội lấy mạng kẻ địch. Quan trọng nhất chính là lượng tốc độ di chuyển cộng thêm từ tốc hành
cũng giúp cho Hecarim tăng lượng sát thương vật lý của mình với nội tại đường ra trận đấy nha. Do đó, đây chính là vũ khí cực kỳ nguy hiểm cho Hecarim. Và không biết vô tình hay hữu ý, khi tốc hành cũng được Riot Games ưu ái tăng một chút sức mạnh cho phiên bản gần đây. Cụ thể thì ở phiên bản cập nhật 10.12, tốc độ di chuyển của tốc hành giờ sẽ kích hoạt ngay lập tức. Hiệu ứng tăng tốc của tốc hành sẽ kéo dài thêm 4 đến 7 giây theo cấp độ sau khi tham gia hạ gục. Đồng thời tốc độ di chuyển tăng thêm thay đổi từ 28-45% thành 20-40%. Đổi lại thời gian hồi chiêu tăng từ 180 lên 210 giây. Như vậy, mỗi khi Hecarim đi gank thành công thì thời gian hiệu lực của phép bổ trợ này sẽ tăng thêm khá đáng kể và anh ta sẽ tiếp tục lao vào những mục tiêu khác trong một giao tranh dài hơi. Ngay sau đó không lâu, ở phiên bản 10.14, tốc độ di chuyển cộng thêm của tốc hành đã được tăng lên mức từ 24-48%. Tóm lại, Hecarim đã nhận được rất nhiều lợi thế khi phép bổ trợ quan trọng nhất của vị tướng này là tốc hành được buff theo hướng hạ gục được kẻ địch thì tốc độ chạy càng được duy trì lâu. Điều này sẽ cải thiện khả năng gây sát thương lâu dài của Hecarim chứ không phải chỉ hướng tới chuyện dồn đam. Chính vì vậy, nhiều người chơi đã tận dụng điều này để kết hợp với điểm ngọc chinh phục nhằm bổ sung khả năng gây sát thương cho Hecarim và giúp hắn ta trở nên vô cùng khó chịu trong những pha giao tranh kéo dài. Thậm chí ở nhánh phụ pháp thuật về áo choàng mây và mau lẹ thì tốc độ chạy của Hecarim sẽ được tăng lên tới nóc. Từ đó lượng sát thương có thể gây ra là cực kỳ khủng khiếp. Nếu bạn không muốn sử dụng những điểm ngọc trên và ưa thích lối chơi tốc độ thì ngọc thú săn mồi là lựa chọn cực kỳ phù hợp. Thậm chí điểm ngọc này cũng được Riot Games buff mạnh từ phiên bản 10.12 với việc thời gian chờ khi kích hoạt bị loại bỏ. Thời gian hồi chiêu giảm mạnh đã khiến nó trở nên vô cùng bá đạo. Dẫu vậy thì xét về độ phổ biến và hiệu quả trong giao tranh thì theo mình, chinh phục vẫn là sự lựa chọn tối ưu. Như vậy chúng ta có thể thấy được bản thân các kỹ năng của Hecarim đã được buff tới phép bổ trợ thường cũng được mạnh lên thì quả thật vị tướng này đang được ưu ái quá mức. Bên cạnh đó thì khả năng chia cắt đội hình đối thủ và snowball cực kỳ tốt của Hecarim cũng là thứ giúp cho vị tướng này tung hoành ở giành đợt. Bởi lẽ nếu như sát thương lớn thì có thể dùng trang bị phòng thủ để chống lại, khống chế thì có đồ kháng hiệu ứng, nhưng tốc độ chạy quá lớn của Hecarim thì rất khó khắc chế. Đó là chưa kể chiêu cuối bóng ma kỵ sĩ đang mang tính giải tán đám đông cực kỳ mạnh và khiến cho đội hình đối phương bị rối loạn. Những game thủ ở xếp hạng đơn có khả năng giữ vị trí cực kỳ kém, nên Hecarim có thể tận dụng điều này vô cùng dễ dàng mà khiến mọi nỗ lực phòng thủ của đối thủ trở nên vô nghĩa. Tóm lại thì việc tỷ lệ được chọn và tỷ lệ thắng cực cao của Hecarim không chỉ đến từ những thay đổi ở phiên bản 10.16 mà còn ở nhiều phiên bản cập nhật trước đó nữa. Theo đó, các kỹ năng của vị tướng này được tăng sức mạnh từ từ. Đồng thời phép bổ trợ tốc hành cũng vừa được tăng thêm tốc độ chạy trong bản 10.14. Trong khi ở 10.16 mới nhất, Hecarim được buff thêm tốc độ di chuyển của kỹ năng E từ 25-75% lên thành 25-100%. Rõ ràng, việc buff mạnh tốc độ di chuyển này không chỉ giúp Hecarim farm rừng nhanh hơn trước mà còn khiến các đợt gank nguy hiểm hơn, khó tránh né và kèm theo nội tại tăng sát thương theo tốc độ chạy sẽ khiến Hecarim cực mạnh trong giai đoạn đầu trận. Mặc dù một kỹ năng của Hecarim rất dễ hiểu, nhưng để sử dụng hiệu quả thì không hề đơn giản một chút nào. Đây là con bài với chất tướng phù hợp với danh đơn và khi hội tụ cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa thì chuyện Hecarim thống trị meta là điều không sớm thì muộn. Do đó, rất có thể với những buff mạnh kể trên, Hecarim sẽ xuất hiện ở vòng playoff của các khu vực hay xa hơn là chung kết thế giới sắp tới. Và rõ ràng, Hecarim hiện đang phá đảo meta đi rừng bậc xếp hạng danh kim cương trở lên. Ngược lại thì vị tướng đi rừng đầy hứa hẹn của Liên minh huyền thoại là Lilia lại đang cực kỳ phế. Thế nên bây giờ, lời khuyên duy nhất dành cho các bạn về vị tướng này chính là hãy thử chơi Hecarim đi, rồi các bạn hãy cảm nhận được sự bá đạo của nó. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung về nguyên nhân đằng sau sự trở lại mạnh mẽ của Hecarim. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp cho các bạn có được cái nhìn tổng quát về sức mạnh của vị tướng này. Đồng thời mọi người sẽ có cơ hội tung hoành cùng bóng ma chiến tranh trong chế độ xếp hạng đơn. Tuy nhiên để có thể đạt được hiệu quả thì bạn phải tập luyện đủ nhiều và thực sự hiểu rõ về vị tướng mà mình định chơi đấy nha. Cuối cùng, sau khi xem xong video, các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cá nhân cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share và subscribe vì chúng hoàn toàn miễn phí mà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.